Ngày 22 tháng 4, Chân Phước Gilles ở Assisi, sinh vào năm 1190, mất vào năm 1262. Chân Phước Gilles, một trong các môn đệ của Thánh Francisco, là người đơn giản và siêng năng cầu nguyện. Vào ngày 23 tháng 4 năm 1208, một người tá điền tên là Gilles đã phân phát tài sản cho người nghèo và đi theo Thánh Francisco. Trong phần giới thiệu ông Gilles, Thánh Francisco nói: "Đây là một người anh em tốt lành mà Thiên Chúa đã gửi đến cho chúng ta. Hãy ngồi vào bàn và ăn mừng." Trong thời gian đầu, sau khi là một tu sĩ dòng Francisco, thầy Gilles tháp tùng Thánh Francisco trong nhiều công tác truyền giáo ở chung quanh Assisi, cũng như hành hương đến Roma, đất thánh và đền nổi tiếng của Thánh Giacobbe ở Compostela, nước Tây Ban Nha. Vào năm 1219, người đến Tunis để rao giảng cho người Hồi giáo. Nhưng người Kitô giáo ở đây sợ rằng người sẽ gây khó khăn cho họ, nên đã đưa người lên thuyền trở về Ý. Sau đó, thầy Gilles làm việc lao động trong vài năm. Vào năm 1234, người di chuyển đến Monte Rapido gần Perugia để theo đuổi đời sống chiêm niệm. Thầy sống ở đây cho đến khi từ trần. Thầy Gilles luôn luôn làm việc để có miếng ăn hàng ngày, ngay cả khi người là khách. Có lần khi đang ở nhà một vị hồng y, và buổi sáng hôm ấy trời mưa tầm tã, vị hồng y vui mừng nghĩ rằng thầy Gilles sẽ không thể nào làm việc lao động được và thầy sẽ phải nhận lòng bác ái của đức hồng y. Tuy nhiên, người tu sĩ khéo léo này đã đi vào bếp để lau chùi, quét dọn và giúp người đầu bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Khi Thánh Bonaventura đến Perugia, thầy Gilles hỏi thánh nhân rằng: "Một người ngu dốt có thể yêu mến Thiên Chúa nhiều như một học giả không?" Thánh Bonaventura lúc ấy là một thần học gia nổi tiếng, xuất thân từ Đại học Bale và là bề trên tổng quyền, trả lời: "Một bà già tầm thường có thể yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn là một bậc thầy về thần học." Ngay lập tức, thầy Gilles chạy đi gặp một bà già và nói: "Bà ơi, dù bà đơn sơ và không có học thức, nhưng nếu bà yêu mến Thiên Chúa, thì bà có thể cao trọng hơn cả Bonaventura." Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 trước đây là Hồng Y Hugolino và là một người ái mộ Thánh Francisco, đã có lần đưa thầy Gilles đến Viterbo để Đức Giáo Hoàng có thể tận mắt chứng kiến sự thánh thiện của thầy. Cả hai bắt đầu nói chuyện về thiên đường, và thầy Gilles đã hai lần rơi vào tình trạng ngất trí trong một thời gian khá lâu. Một lần khác, Đức Giáo Hoàng yêu cầu thầy khuyên bảo về nhiệm vụ của một giáo hoàng. Thầy nói với Đức Giáo Hoàng là ngài phải có hai đôi mắt trong linh hồn, một đôi để chiêm ngắm những sự trên trời và một đôi để nhìn đến những sự dưới đất. Như Đức Giáo Hoàng và Thánh Bonaventura đồng ý, thầy Gilles là một bậc thầy về đời sống tâm linh. Tập Lời Vàng của thầy Gilles đã ghi lại những lời nói đáng nhớ của thầy. Là một trong những môn đệ tiên khởi của Thánh Francisco, thầy Gilles khước từ mọi dễ dãi về kỷ luật trong quy luật Thánh Francisco. Thầy được phong chân phước vào năm 1777. Lời bàn: chúng ta được dựng nên với một mục đích. Chân phước Gilles biết rằng mục đích của đời sống chúng ta là sống với Thiên Chúa, và người đã vui vẻ chuẩn bị cho đời sống ấy. Lời trích: chim chóc trên trời, muôn thú dưới đất và cá dưới biển đều thỏa mãn khi chúng có đủ thức ăn.
Nhưng con người thì không thỏa mãn với những sự trần thế và luôn luôn khao khát những điều khác. Do đó, hiển nhiên là con người được tạo dựng không chỉ cho chính mình mà còn cho tha nhân. Vì thân xác được tạo dựng là cho linh hồn, và thế giới này được tạo dựng là cho thế giới khác.